Khả năng off-road của Tesla Cybertruck 2024, một sức mạnh đặc biệt trong thế giới xe pickup. Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đàm phán về một khía cạnh quan trọng của chiếc xe độc đáo này, khả năng off-road của Tesla Cybertruck 2024. Thiết kế chắc chắn cho mọi địa hình. Được thiết kế với tâm huyết từ Elon Musk và đội ngũ kỹ sư tại Tesla, Cybertruck không chỉ là một chiếc xe bán tải điện thông thường, mà còn là một chiếc xe chuyên dụng cho những cuộc phiêu lưu off-road. Với thân xe làm từ chất liệu siêu hợp kim thép không gỉ, nó không chỉ chắc chắn mà còn có khả năng chống đạn, tạo nên lớp bảo vệ vô song khi di chuyển trên mọi loại địa hình. Bảo vệ tối ưu cho hành khách và cả xe. Với phần cản trước dày bản và kính cửa sổ chắn đá, Cybertruck được xây dựng để đối mặt với những đường đi gập ghềnh mà không làm tổn thương hành khách bên trong. La răng với thiết kế kín cùng kích thước lớn không chỉ mang lại cái nhìn mạnh mẽ mà còn đảm bảo bảo vệ tốt nhất cho thân xe. Chiều cao gầm cao ngất ngưởng. Với chiều cao gầm lên đến 406mm, Tesla Cybertruck 2024 tự tin đối mặt với những thử thách địa hình ngoại ô khắc nghiệt. Khả năng vượt qua đồi dốc, đá và cả những khu rừng địa phương không còn là thách thức đối với chiếc xe này. Hệ thống treo khí nén điều chỉnh độ cứng. Hệ thống treo khí nén điều chỉnh cho phép chiếc xe tự điều chỉnh độ cứng của hệ thống treo tùy thuộc vào điều kiện địa hình. Điều này không chỉ tăng sự thoải mái cho hành khách mà còn giúp xe duy trì độ ổn định tối đa trên địa hình khó khăn. Trải nghiệm thực tế off-road. Để chứng minh sức mạnh thực sự của Cybertruck trong điều kiện địa hình khắc nghiệt, Tesla đã tổ chức các buổi thử nghiệm thực tế, đưa xe qua những địa hình đa dạng từ sa mạc đến rừng núi. Sức mạnh đích thực ngoài đường đua. Với khả năng off-road mạnh mẽ, Tesla Cybertruck không chỉ là một chiếc xe pickup chạy điện hiệu suất cao, mà còn là một đồng minh đáng tin cậy trong những cuộc phiêu lưu ngoài đường asphalt. Sự kết hợp của thiết kế chắc chắn, bảo vệ toàn diện và khả năng vận hành linh hoạt tạo nên một chiếc xe vô song trong phân khúc xe off-road điện. Elon Musk và đội ngũ Tesla đã chứng minh rằng, với Cybertruck, không gian phiêu lưu không còn giới hạn.